Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bảo Châu Lex. Tiếp tục những series bộ dàn karaoke gia đình, ngày hôm nay Đức Tuân sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một bộ combo karaoke gia đình chất lượng vô cùng tốt, bao gồm các sản phẩm đã được khách hàng tin dùng, sử dụng và kiểm chứng chất lượng. Đó chính là bộ combo karaoke BCT52GD với mức giá cực kỳ ưu đãi ở thời điểm hiện tại chỉ với 17.490.000 đồng. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Đức Tuân tìm hiểu thông qua video ngày hôm nay. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Trước tiên, tôi sẽ điểm qua các sản phẩm có mặt trong bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Đầu tiên là cặp loa BK BS999X mang thương hiệu BK nổi tiếng của Nhật Bản. Tiếp theo là cục đẩy liền vang BK Sound DP3500 chất lượng tốt. Và cuối cùng là bộ micro BBS B900, một thương hiệu mà được nhiều người dùng tại Việt Nam săn đón. Sau đây, Đức Tuân sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thông số kỹ thuật của các sản phẩm có mặt trong bộ dàn karaoke ngày hôm nay. Đầu tiên là dòng loa BK BS999X là sự kết hợp từ sức mạnh uy lực và sự mềm mại của thương hiệu BK đến từ Nhật Bản. Với thiết kế hiện đại, các góc cạnh của loa đều được thiết kế tỉ mỉ cùng với lớp sơn màu đen tuyền, giúp loa phù hợp với nhiều không gian sang trọng khác nhau. Với hệ thống 5 loa 2 đường tiếng, gồm một loa bát 30cm, 4 loa chép hình nón 7,7cm, thiết kế phủ âm chéo mang tới độ phủ âm rộng, cùng với công suất RMS ở 350W và max công suất có thể lên tới 1400W, đáp ứng tốt cho phòng từ 20 cho tới 30m2. Ngoài ra, toàn bộ linh kiện được chọn lọc từ những linh kiện chất lượng nhất đến từ Nhật Bản. Ở thời điểm hiện tại, dòng loa BK BS999X này đang có giá 9.290.000 đồng, cùng với chế độ bảo hành lên tới 3 năm và đổi mới trong vòng 15 ngày đối với sản phẩm bị lỗi. Tiếp theo là dòng đẩy liền vang BK Sound DP3500 là một trong những mẫu đẩy liền vang 2 kênh của thương hiệu BK Sound đến từ Việt Nam. Với kiểu dáng nhỏ gọn, tiện lợi hơn so với sử dụng hai thiết bị là vang và cục đẩy mà vẫn đáp ứng được hầu hết nhu cầu sử dụng. Cục đẩy được trang bị mạch công suất Class AB mang lại chất âm sáng và tách bạch, hiệu suất cao và hoạt động ổn định. Với khả năng xử lý âm thanh tốt, rõ nét và chân thật, giúp mang tới trải nghiệm âm thanh tốt nhất tới người dùng. Cục đẩy liền vang có công suất mạnh mẽ 350W trên một kênh, có thể đáp ứng cho nhiều dòng loa khác nhau. Ở thời điểm hiện tại, cục đẩy liền vang BK Sound DP3500 này đang có giá 4.590.000 đồng, cùng với chế độ bảo hành 1 năm và đổi mới trong vòng 15 ngày đối với sản phẩm có lỗi. Cuối cùng là dòng micro BBS B900 với thiết kế hiện đại và chắc chắn. Micro được tích hợp nhiều công nghệ của các dòng micro cao cấp như sử dụng tần số sóng siêu cao UHF, cảm biến gia tốc tự ngắt hạn chế tiêu hao pin, tự động dò tần số sạch và có thể bắt sóng xa, giúp trải nghiệm karaoke không bị ngắt quãng. Hiện tại dòng micro BBS B900 này đang có giá 3.300.000 đồng, cùng với chế độ bảo hành 1 năm và đổi mới trong vòng 15 ngày đối với sản phẩm có lỗi. Và không để quý vị và các bạn chờ lâu nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy trải nghiệm chất âm của bộ combo karaoke BCT52GD này. Em sẽ chọn đúng tiền hay thiên tha.
xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Quý vị vừa được trải nghiệm chất âm của bộ dàn karaoke BCT52GD ngày hôm nay. Hãy để lại đánh giá dưới phần bình luận của video. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 0255 hoặc truy cập website baochouelec.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc. Ở thời điểm hiện tại, bộ combo karaoke BCT52GD này đang có giá 17.490.000 đồng. Chúng tôi giao hàng toàn quốc miễn phí lắp đặt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Bảo Châu Elec để nhận được những video mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Elec sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm, chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!